hàng nghìn du khách đã hoãn tour Phú Quốc. Sau hơn một tháng triển khai, Phú Quốc chỉ đón 3 chuyến bay chở khách quốc tế. Có 6 đến 7 chuyến bay với khoảng 1.000 đến 2.000 khách quốc tế đã bị dời lịch khởi hành vì biến thể Omicron. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 20 tháng 11 đến nay Phú Quốc đón 3 chuyến bay với hơn 400 khách quốc tế. Chuyến bay đầu tiên ngày 20 tháng 11 chở 204 du khách từ Hàn Quốc, chuyến bay ngày 23 tháng 12 từ Thái Lan với 7 du khách. Sáng nay, chuyến bay đưa hơn 200 du khách quốc tịch Uzbekistan tới Phú Quốc. Đoàn khách quốc tế đã đến siêu quần thể Phú Quốc United Center để tận hưởng kỳ nghỉ 9 ngày 8 đêm khép kín, với chuỗi trải nghiệm đẳng cấp và tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc còn hạn chế được cho là do xuất hiện biến chủng Omicron. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho biết diễn biến mới của dịch COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron khiến tâm lý khách quốc tế rất e ngại. Một số đối tác tại Singapore, Malaysia, Hàn Quốc đã thông báo với công ty lữ hành tại Kiên Giang về tạm dừng đưa khách đến Phú Quốc. Cụ thể, đã có 6 đến 7 chuyến bay vốn lên lịch đến Phú Quốc trong tháng 12, với 160 đến 290 khách trên chuyến, đã hoãn khởi hành. Dự kiến trong tháng 1 năm 2022, sẽ có khoảng 10 đến 12 chuyến bay đến Phú Quốc, từ Dubai, UAE, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc. Ngoài ra, theo thông tin từ Vingroup, dự kiến từ nay đến cuối tháng 2 năm 2022, Vinpearl và Prestige Travel sẽ đón 8 đoàn khách từ Uzbekistan với khoảng 2.000 lượt khách. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết trong quá trình đón khách quốc tế, địa phương gặp không ít khó khăn và thách thức như hạ tầng y tế, cơ sở cách ly, năng lực thu dung điều trị trên địa bàn Phú Quốc còn hạn chế, tâm lý e ngại dịch bệnh COVID-19 của một bộ phận người dân, doanh nghiệp, sự thiếu hụt lao động phục vụ khách quốc tế do phải ngừng nghỉ một thời gian dài. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề xuất cần có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tham gia vào chương trình thí điểm đón khách quốc tế, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký tham gia chương trình thí điểm, nhất là đối với doanh nghiệp lữ hành, thủ tục cấp visa thông thoáng, thuận tiện hơn cho khách du lịch quốc tế, ra soát lại vấn đề cách ly y tế khi khách du lịch đến và quay trở về nước, thúc đẩy công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.